Tổ Nam Tông chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Tổ là cái trao thân đầu tiên. Là người tu trao thân tất nhiên là phải sửa cái thân mình và cố gắng làm sao theo lời Đức Thầy để chỉ dạy. Là trao thân thận mới rạng danh hiếu để tất nhiên là vừa hiếu với Thầy mà vừa coi như là thuận hòa với đồng đạo của mình mới gọi là trao thân. Đúng không? Vậy thì bây giờ trao thân thận rạng danh hiếu để mới thỏa dạ Thầy nơi chốn mây đồng. Thưa cô bác anh em dừng đạo. Rồi bây giờ chúng ta vừa niệm Phật mà vừa hành đạo, nhưng mà trong khi đó chúng ta muốn được trao thân, chúng ta cần phải gì? Gìn giữ tứ ân. Cô bác anh em dừng đạo. Có không? Bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó là lục tự di đà, tu thân thiện tính. Sao nữa? Ráng chuyên cần lục tự di đà giữ tứ ân. Là tu thân là trao thân thiện tính, tất nhiên là người đồng đạo của chúng ta ráng chuyên cần, tất nhiên là hàng ngày cố gắng trao. Thấy không? Nhưng mà lục tự di đà giữ tứ ân là nghĩa là trao thân là chúng ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phải giữ tứ ân. Cô bác anh em dừng đạo. Đó là cái trao thân. Vậy thì bây giờ trao thân tất nhiên là chúng ta sửa cái thân chứ không có gì trơn trở. Tất nhiên là nên cố gắng trao thân dùm đạo. Mà nếu ngược lại, cái thân chúng ta không chịu tu, không chịu hành đạo, không chịu làm phước, không chịu coi như là giúp đời, thì đến chừng đó sau khi mà việc nó xảy ra rồi, của bác anh em chứ đồng đạo, thì bây giờ làm sao chúng ta có cái duyên phước để mà hưởng được đó. Cho nên Đức Thầy nói làm sao? Đây quý vị mình lắng lòng theo dõi qua một đoạn Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó là chất dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện thế nữa quả e đến mình. Vậy là trao thân tất nhiên là sửa thân, mà sửa thân tất nhiên là chúng ta làm phước, mà làm phước tất nhiên là chúng ta gieo nhân duyên với bao nhiêu người khác. Đó là trao thân. Vậy bây giờ là nên cố gắng trao thân dình đạo. Cô bác anh em dình đạo. Cho nên có những khi chúng ta trao thân là đi làm phước, đi chỗ này đi chỗ kia đủ chân, nhưng mà cái dình đạo chúng ta coi như là không chịu cố gắng dình. Như vậy thì bây giờ cái dình đạo đó là gì? Không phải dình đạo là giữ cái đạo, mang cái áo già, mặc cái áo giật miệng, hay là hoặc giả là chúng ta đi coi như là chân đòn, chân đám chỗ, đám làm từng đám ma gì, hay có mặt tất nhiên là dình đạo. Chưa phải đâu. Thật sự có nghĩa đám tiệc là nhân viên qua lại thù tạc giảng lai tình người lối xóm, và trong đồng đạo thể hiện lên tinh thần mà chúng ta đi. Mà nếu như ai muốn dình đạo là chúng ta phải tôn thờ giới địch, đúng không? Nếu như ai mà coi như làm đạo như trên, đi đám làm tình, đi đám dỗ, đi cứu trợ, đi coi như là tất cả các việc gì trên hình thức của thế gian mà chúng ta không giữ được giới lực của đạo, thì cái này coi như là không bao giờ dình đạo được. Thấy không? Từ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, mà từ ni tạng diệt là Phật pháp diệt diệt, có nghĩa là cái giới lực còn là đạo mới còn, còn cái giới lực mất là đạo phải bị mất. Cho nên cố gắng trao thân dình đạo, tức là bây giờ đó là chúng ta cần phải gìn giữ qua cái điều Đức Thầy đã chỉ dạy, mà Đức Thầy cho chúng ta biết rồi trong cái bài thơ rồi nghe, là điều răn cấm 8 câu bạc dạng, trai 4 ngày mỗi tháng không ngơi, ngày hai thời cúng lại sẹt lơ, mà nó chuyện thiên cơ huyền bí. Không, cái này sao dình đạo được? Các anh em đạo. Còn nói rằng tu mấy năm chỉ trí chứ thấy dương trần chối mỹ hoài hoài, có mấy điều tu ở bề ngoài mà ba tánh không mài không biết, tuy vắng mặt chung môn đều rõ biết, căn đừng giả tâm xảo nguyệt Phật trời. Nên dình đạo. Vì vậy cho nên nên cố gắng trao thân dình đạo, tất nhiên là 8 điều răn cấm của Đức Thầy đó, thì bây giờ chúng ta ráng dình đi, chứ không phải nói trong khi đó chúng ta coi như là làm lại làm đạo trên cái hình thức đi dần 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 nó tu đạo nghe, mà tu dình đạo nghe, ai động tới đạo là tôi chơi nghe. Cái chỗ đó không phải dình gì nữa, cái nơi dừng đạo không phải vậy. Thưa chưa quý vị, đó là nên cố gắng trao thân dình đạo đó, bạn hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, là mình cùng hợp với nhau cũng như bữa nay đây, mình hợp tác với nhau cũng như chúng tôi trao đổi với quý vị, cũng như là lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, hoặc giả là trong đồng đạo mình chia sẻ giáo lý đó, đó là quý vị cũng hợp cùng nhau. Chứ còn trên đây dụ chúng bây giờ chúng tôi trao đổi giáo lý quý vị ở dưới lo nói chuyện không, đâu có hợp nhau đâu. Không, mà hợp cùng nhau tất nhiên là bây giờ chúng ta đồng lòng với nhau, đồng tâm hiệp chí mà chữ tu rất nhiều, đó là đồng lòng, đó là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, là hợp cùng với nhau, không phân chia, không cao thấp, không nhân ngã. Cho nên nói pháp cần phá bỏ chấp tâm Phật chuyên tế độ Phật, làm pháp còn có sự chấp tâm là pháp tà. Cho nên bây giờ hiệp cùng nhau, tất nhiên là người đi trước rất nhiều, đi sau nhiều, đi mau nhiều, có người đi chậm, thương yêu lẫn nhau như con một cha diều dắt lẫn nhau,
vào con đường đạo đức. Ví dụ như bây giờ chị Tám vào nè, bây giờ trong khi đó là không biết đạo được rộng rãi, học rộng hiểu nhiều, nhưng mà giờ coi như là có một điều kiện nào đó, năm người ba người nói chị ơi, chị bây giờ chị cũng cố gắng ăn chay, cũng cố gắng niệm Phật, tôi nghe ăn chay có ích lợi lắm, mà niệm Phật ích lợi lắm, tôi rồi đó giờ tôi là cũng ăn chay niệm Phật mà bây giờ tôi con người tôi nó khỏe quá, chỉ nói nhiêu đó thôi cũng hiệp cùng nhau rồi, truyền bá tin lành rồi, để mà khuyên giảng người ta, cô bác anh em với đồng đạo đó là mình đã gặp con thuyền bát nhã. Có lý nào ích kỷ tu thân Phật tổ xưa còn ở nơi trần ngài gắn xích ra công hoàng quá, nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa giáo bác ái vô sâu vô tận. Đó tất nhiên là coi như là chúng ta có công hạnh để mà đáp đền ơn tam bảo của bác anh em trường đạo. Giác tự giác tha yếu chỉ khắp từ bi Phật đạo, giác cho mình mà giác cho người, đó là yếu chỉ của người tu theo đạo Phật. Đạt nhân đạt tỷ tiêu đề môn tinh thứ nho tông, đạt cho mình mà đạt cho người, đó là cái tiêu đề của người tu theo đạo nho. Tự giác giác tha không có được ấy mà tu trái ngược Phật môn, Phật môn độ sát độ hồn, sát trong hạnh phúc, hồn trong thanh nhàn. Đó là cái tinh thần nên cố gắng cao thân nhìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, tất nhiên là truyền bá qua cái giáo lý đức thầy. Đó là cái nhiệm vụ trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi mỗi người người chúng ta đều phải có trách nhiệm đó hết, chứ không đặt để riêng về năm tiết, riêng về hai hải, hay riêng về tây phương, hay là mười nghĩa sơ hầm. Phật giả là tất cả đồng đạo của chúng ta là có trình độ, mà ở đây nói chung hết tất cả ai cũng có cái trách nhiệm thiêng liêng như trên, để mà cùng nhau hợp tác của bác anh em trường đạo. Người hãy mắt để nhìn lỗi mối, sức nhỏ mà nó đắp nổi gò to là nhờ nó biết chung lo một con không thể suy gò mối cao. Sức người mạnh gấp bao con mối, nếu thành tâm kết lại thành đoàn, có nghĩa là kết lại có nghĩa là nó sẽ thành một cái sức mạnh vô biên của bác anh em với đồng đạo. Đó tất nhiên là độc một bất thành đâm, một cây không thể nào tạo được tính rừng, là một cây làm chẳng nên non, mà ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đạo của đức thầy tất nhiên là đạo cả, mà gặp đạo cả mà can trường nhỏ hẹp như ruộng to lúa lép đem gieo, nhọc trong nghèo vẫn còn nghèo, nếu tu như thế khó siêu Phật đài. Vì vậy cho nên cái đạo của đức thầy là đạo cả, là một bàn tay, hai bàn tay, mười bàn tay, một trăm bàn tay, một ngàn bàn tay chưa chắc gì làm nổi, mà phải tới triệu triệu bàn tay mới có thể làm nổi cái đạo cả của đức thầy. Vì vậy cho nên đức thầy mới cho chúng ta biết đó là sao, nếu ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp. Vì vậy dẹp tánh tình ích kỷ, tức là dẹp cái tánh tình ích kỷ thì chúng ta mới đạt được cái chỗ này của bác anh em dừng đạo. Thưa chú quý vị, thì giờ đây như là chúng tôi trình bày qua bốn câu này cũng xin hết ý và xin trả lại cho chính chủ và ý kiến của toàn thể chú quý vị. Nếu có được chi bằng thiên thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua thì đệ tử giải cũng bốn câu nữa là thành tám câu rồi, giờ chắc bốn câu này nữa là chót luôn á. Nhưng mà hồi nãy giờ quý vị cho tôi xin phép nói chuyện chút xíu nha. Tôi cảm thấy chắc là một ngày gần đây thầy cũng sắp về. Tôi đang ăn đen tín đồ ngoan đạo của đức thầy. Cái hậu trường hồi nãy giờ tôi có một mắt nhưng mà tôi giờ không kỹ bằng quý vị. Tôi thấy từ người ngồi mà nghe mà niệm Phật ít có nói chuyện, chắc là thầy gần về đó. Chào quý ông bà cô bác và anh chị em đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Chào kính thưa ông giảng viên, tôi xin nêu là một cái đề tài trong giáo lý của đức thầy. Biết sao cho tội lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh hoa, xót lòng cậy nước ba ma ha, hớp vô ba hớp ác là lặng tâm. Thưa giảng viên, sao bà không hớp bốn hớp hai hớp mà lại hớp ba hớp? Và ông giảng giải cho bà con nghe chung. Thật thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong đó là bốn câu, đó là biết sao cho tội lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh qua, xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp ác là lặng tâm. Và đồng đạo mới hỏi lên cái ý, hỏi vậy cho bây giờ tại sao mà kẻ thì ưa đạo đức, còn người thì cần vinh qua, mà người cần vinh qua là cái người nào của bác anh em chứ đồng đạo? Chắc không nói quý vị cũng biết rồi phải không? Giờ bây giờ coi như đồng đạo mới hỏi lên coi như là xót lòng cậy nước ma ha, mà tại sao không hớp vô một hớp hay là bốn hớp
mà lại hấp ba hấp là ý nghĩa làm sao vậy nè. Thì tôi nói anh em dừng đạo, cái chỗ này lại đặc biệt nha. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ trong bốn câu này chúng tôi được biết đó là được trích từ trong bài Từ Giả Bổn Đạo khắp nơi của bác anh em chứ đồng đạo. Mà đồng đạo nêu lên chỉ bốn câu trong bài ấy mà có một tất cả là 158 câu mà Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình vào ngày 1 tháng 4. Thưa chị quý vị, bây giờ đồng đạo mới nêu lên coi như là hỏi bây giờ biết sao cho tội lành danh à? Mà biết làm sao cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây là Đức Thầy Lão Phật, mà có nhiều khi đồng đạo chúng ta đó tìm hiểu nghiên cứu rồi nói bây giờ ông thầy đó ông Phật thì Đức Thầy biết cái trân trọng hay không, thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu cục thiên lý một bầu điều hãng đã biết cái trân trọng rồi. Bây giờ tôi nên đến tâm niệm có mỗi người người Đức Thầy cũng biết nữa, mà tại sao có chỗ này Đức Thầy nó không biết làm sao chứ, không biết làm sao cho tôi hết anh em dương đạo hả? Thưa chú quý vị, vì vậy cho nên có chỗ Đức Thầy nói là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Tất nhiên là Đức Thầy coi như là cái sự mong ước của Đức Thầy thôi, chứ Đức Thầy ông Phật rồi mà tại sao Đức Thầy không biết là sao không? Biết hết cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà cái câu này Đức Thầy nói là biết sao cho tội lòng dân. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, bây giờ biết sao cho tội lòng dân là cái lòng dân của chúng ta coi như là dương trần bụng dạ nhiều màu, ham muốn chuyện này ham muốn chuyện kia được dôi đầu tiên, có nghĩa là không bao giờ làm sao cho nó vừa lòng dân được. Nên khi Đức Thầy viết trong cái bài cảm tác á là thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, đúng không? Thánh hiền mà còn không biết sao vừa lòng dân được, muốn chi cái như là sao. Vì vậy cho nên ở đây là Đức Thầy nó biết sao cho tội lòng dân. Thưa cô bác anh em dân đạo, vì vậy bây giờ cho nên cái lòng dân của mình bây giờ trong khi đó coi như là muốn làm sao cho có được cái quyền lợi cho mình thôi, mà không nghĩ ở tương lai à. Vì vậy cho nên có đau rồi đó quý vị, mình biết lúc Đức Thầy ra đời đó hắn lâm hàm độ thế, Đức Thầy hốt thuốc đó trị bệnh độ đời, trong đó là tam độ nhất dư hốt thuốc độ đời nè, thuyết giảng độ đời nè, rồi cái viết giảng độ đời nè, đây là ba phương pháp của Đức Thầy để mà cứu độ cho chúng sanh. Thế mà bây giờ có rất nhiều người coi như là trong khi đó thấy thật Đức Thầy ra đời coi như là cái sự quyền linh và cái màu diệu của Đức Thầy, trong khi đó trị bệnh đau hết đó, trị bệnh đau hết đó, bệnh điên bệnh cuồng bệnh coi như là tất cả coi như là đến cái việc coi như là cải tử hoàn sanh Đức Thầy còn thực hiện được không? Vậy đó bắt đầu con số bắt đầu trong khi đó bắt đầu tới lui bùa thuốc bộn bề, thấy không? Tới lui bùa thuốc bộn bề trên về khỏi cửa ra về phủi ơn, có không? Nên không có tội lòng dân được đâu. Tới lui bùa thuốc bộn bề chôn về khỏi cửa ra về phủi ơn, thấy đời tu dối khuyên lên từ đây sửa lại dọc trên thế bình. Cho nên không biết sao tội lòng dân được rồi. Bây giờ có nghĩa là Đức Thầy thấy hốt hốt độ đời rồi, bây giờ con số người ta phủi ơn vậy thôi, bây giờ thuyết pháp độ đời, thuyết pháp độ đời để cho người ta nghe được cái thuyết pháp không? Trên thì nói một pháp cho trẻ có lần mộ đạo quy căn cây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới vùng vùng giữa của tiên gia độ bệnh cho trẻ ít căn lành nhà được mạnh mà cảm lòng từ bi với chi dị trong quan thảm thiết. Cho nên bây giờ coi như là trong khi đó hốt hốt độ đời có những người ta phủi ơn quá, làm sao giờ? Bây giờ thuyết pháp, mà khi thuyết pháp rồi đâu quý vị, coi như là có một số rồi quý vị mình biết coi như là khi nghe qua đầu sao, nghe rồi thì cũng phủi rồi, nghe đầu thì cũng phủi rồi, hoặc giả là Đức Thầy cho biết kể khuyên trần như nước đổ lá môn. Ví dụ mình biết lá môn mà nước đổ xuống đọt xuống là có dính chỗ nào không xã? Không có dính đâu, kể khuyên trần nước đổ lá môn không có dính được gì trên trần, không? Như vậy thì bây giờ những cái lời của Đức Thầy nó là nghe kệ sám như rung giấc mộng. Có nhiều người coi như là nghe qua kệ giảng rồi để trên cái lỗ tai á, nghe băng nghe giảng rồi bắt đầu ngủ luôn, bắt anh em chứ đồng đạo ngủ luôn. Có nhiều người lại xin máy, nó chú tôi ở chỗ này có máy không, tôi nói có, nó xin để làm gì, con nói xin về để nghe. Còn nghe tôi có đứa cháu nó hay giật mình lắm, nó không có như là ngủ được, bây giờ chú tôi cho tôi vừa đọc giảng cho nó ngủ thở đời nó vậy đó. Tôi bác anh em với ông đạo xin giảng vừa đọc cho nó ngủ đó. Có nhiều người đồng đạo chúng ta để cho lỗ tai nghe qua chút xíu ngủ mất tiêu,
mà cái gì mà nghe tiểu thuyết hoặc giả là con phim ha, con mắt nó chỉnh trắng lên gì mà hoài không bao giờ ngủ, mà nghe giảng kinh rồi bắt đầu một có chút xíu rồi hay là không 10 phút rồi là đi liền, đi thiếp liền. Mình có ai làm như nghe tệ xám nó hấp thù sao nó mau lắm, cô bác nó nhìn đạo nó mau lắm đó. Vì vậy cho nên qua cái câu này Đức Thầy nói cho chúng ta biết rằng đạo nêu lên biết sao cho tội lầm dân. Cô bác anh em đạo bây giờ không biết sao cho nó tội được phải không? À, vì vậy cho nên bây giờ có khi Đức Thầy nói cái như là thiên cơ, đến trung tình tháng 8 ba cùng Đức Thầy mới tá hiệu cùng điên mượn bút mượn tiết lộ lấy thiên cơ truyền cho kẻ sai trần hầu đổ biết ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Là Đức Thầy nói thiên cơ. Có chuyện nói thiên cơ rồi trong khi đó cũng có nhiều người ta sợ ta quản hồn quản giết ta tu. Có người bắt đầu trong khi đó toàn đất cơ nói cho ông Tư nói thiên cơ gì chứ có gì. Đâu đâu mà có hồng bố. Có bài ba lát mà nghe theo làm gì. Hồng bố đâu có đâu. Mà nói mà nghe tao bác cô bác anh em truyền đạo không có chịu nghe được kiếm chỗ bác. Và có rằng đó rằng tôi bắt đầu cho nó chú tôi ra bây giờ đó là tôi thấy chú theo như là Đức Thầy đó, tôi thấy tôi cũng kính lắm đó. Nhưng mà tôi thấy cái câu này tôi thắc mắc, tôi hỏi thắc mắc cái gì? Đức Thầy nói việc điên điên sử chưa xong rồi không như mình. Ở đời này ông nói tôi nói tôi hết bó tay cho ông luôn. Vì đó tôi nói anh em truyền đạo chắc nên nó từ câu từ câu. Thử nghĩ con sao ha? Thưa chú quý vị, mà có ai mà thấy cái câu giảng đó nó có, nhưng mà cái nhiệm vụ của Đức Thầy đó là trong khi đó ông chưa có hiểu tới gì trên trọng giải nó gì cho cô bác anh em trên đầu. Thưa chú quý vị, vậy thì chỗ này coi như là trong khi đó là biết sao cho tội lòng dân, không biết làm sao cho tội được cho như cái người dân mình được, tức là làm sao cho cô bác anh em được. Nhưng mà bây giờ Đức Thầy mới dứt qua câu 2 là sáng tinh liền, rõ liền. Mà kẻ ưa đạo đức, đúng không? Mà người cần vinh qua. Thế cô bác anh em dành đạo. Bây giờ cái kẻ ưa đạo đức tất nhiên là bây giờ tới Đức Thầy đó. Bây giờ có nhiều người ta sống như cái cảnh như là phồn hoa phú quý, giàu có bạc như là bạc tỷ, bạc triệu như là đất đó, thì cái như là tò bay thẳng kiến. Bây giờ người ta chán cái cảnh đó rồi, bắt đầu ta quay trở lại con đường ta tu. Làm ta ưa đạo đức, tất nhiên bây giờ ta chỉ thiếu đạo đức thôi. Không. Còn bây giờ có một cái số tu của bác anh em dùng đạo tu 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 sao đó ha, mãi cho giàu được ha, tu sao có tiền được ha. Bây giờ thử nghĩ bây giờ trong cái cuộc đám tiệc gì đó ha quý vị ha, nói nghe cũng kỳ quá ha. Trong cái cuộc mà niệm Phật nào mà có như là cho 10 ký gạo, 10 ký gạo ha, toàn đất tư còn gì chứ đi đông bác anh em dùng đạo. Mà nói nó nghe nó kỳ. Thật sự nghĩa nó cũng có như vậy có chương trình ngày năm ba lượt cái hang hàng thường thường cái như là niệm Phật xong bắt đầu rút về trên cái bát anh em nhân đạo 27-28 tết hang bắt đầu ông nói bữa nay có chương trình để mà giúp đỡ cho mấy cái người nghèo hay là cái người mà thiếu thốn hang có hàng rồi đó hang, bây giờ không về ngồi bút thủy ngồi tức cùng nguyên mấy cô bác anh em chứ đạo tại không biết còn bằng không nó là gì hết trơn trời. Ở đây chúng tôi nói ra coi như là bức mây động rừng thì thấy nó kỳ. Nhưng mà thật sự ra tất nhiên là bây giờ cái người tu chúng ta không nên gì ở trong cái chỗ đó, mà chúng ta vì cái đạo, vì cái chỗ niệm Phật, chỗ đó mới là quý giá của hết anh em dần đạo, chứ không nên gì cái chỗ này. Nếu như có tiền có bạc mà chúng ta tu hết tiền hết bạc thì chúng ta nghĩ sao, phải không? Như vậy bây giờ cái tu gì muốn hết đầu thai đạo gì cũng kẻ mê sai mà chuyện, cho nên bây giờ chúng ta tu gì coi như là đạo đức chứ đâu phải gì coi như là trong cái chút tiền bạc. Mà nếu như chúng ta gì đặt nặng về vấn đề đó đó ha, là chúng ta tu trong thời gian gần tu có một bạn tôi bác anh em nhưng mà rủ đi núi bất động đấy, tôi bây giờ không có tiền tôi nên lo hết từ A tới Z cái việc đi mà tới chuyện đi rồi bắt đầu ông nói bây giờ cái nhà tôi sập rồi ông làm ơn cất dùm cho tôi cái nhà, cất nhà cho nó luôn, không cất nhà rồi bắt đầu mới lo cái gì không có gạo ăn, lo cho gạo luôn, lo nhà lo gạo lo đồ đạc, cuối cùng rồi bắt đầu sau trong thời gian cái ông tới luôn nó cỡ này nói sao còn ăn chay tôi không. Nếu ông không tới luôn không cho gạo thì tôi nghĩ à sao gì đó còn sao nghĩ rồi bệnh bại bệnh coi như là thành thường coi như là biến thải về những chị đó, nghĩa là kẻ ưa đạo đức mà người cần vinh qua cho bác anh em chứ đồng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta tu tất nhiên là chúng ta coi như là phải hết lòng, mà bây giờ cái thiếu thốn của mình đó là gì, là chẳng qua coi như là nghiệp duyên của mình coi như là quá khứ ha, quá khứ mình tạo ra
bây giờ có như là mình phải chấp nhận mình cháu đúng không? À, nếu như mà mình nhờ coi như là trong khi đó người ta đó là trong khi đó là cái phước của mình không có mà mình trong khi đó mình hưởng của người ta rồi đó nghe, là câu chuyện cái phước mình càng ngày nó càng hết đó nghe. Phước tận thân bằng cùng, có nghĩa là phước hết là cái thân chúng ta phải nghèo. À, cho nên bây giờ chúng ta coi như là có điều kiện được là có nhiều, có giúp ít, có công giúp công, có của giúp của, chứ không nên coi như là nghĩ đến chuyện đó. Thưa chứ quý vị, qua hai câu trên vậy đi nha. Bây giờ đến hai câu sau mà đồng đạo thắc mắc cái chỗ này nè, dở gốc của chỗ này của anh em trường đạo là xót lòng cậy nước ma ha, rồi hớp vô ba hớp ác là lặng tâm. Ừ, cho nên bây giờ có nhiều đồng đạo bàn coi như là kỳ đó có ông Bảy Mạnh nó gần ông Hải không biết rồi đó, kỳ đó ông hỏi là nước ma ha tứ tắc lòng tham, trình bày cho ông xong nó không có đúng chứ ơi, nước ma ha mà ông nói vậy là tôi không có hiểu. Rồi hỏi cho hỏi ý ông bây giờ nước ma ha gì, ông nói nước tương chứ nước gì. Ông Bảy Mạnh á, ông nói nước ma ha là nước tương đó, bây giờ nếu mà nước tương đó là mới tứ tắc lòng tham được, ai mà không ăn chay rồi là lòng tham không bao giờ dứt được. Ông quyết định cái câu đó là xanh dồn luôn, ông khỏi cần từ điển gì chân trời ơi, là từ điển bụng nha cô bác anh em với đồng đạo. À, vì vậy cho nên ở đây qua câu này là ma ha, tất nhiên ở đây là đại đạo là lớn, cho nên đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa đó là cái ông nào lớn nhất đó ha, chân thập đại đệ tử đó là đều có danh từ ma ha, như là ma ha ca diếp nè, ma ha ca chiên viên, ma ha phú lâu na và giờ tới phải không hải, là ông nào lớn tất nhiên là trong đó có cái danh từ ma ha. Còn 1250 vị đệ tử như Ca Lu Đà Di thì cái giờ tới không có danh từ ma ha trong đó được. Mà ma ha đây tất nhiên là đại đạo, mà chữ ma ha tất nhiên là lớn. Như vậy ở đây là ma ha là nước, ma ha tất nhiên là một cái dòng nước suối pháp của Đức Phật lớn lắm, thấy không? Nó lớn lắm nên là trong khi đó coi như là cái nước ma ha này là tất nhiên là cái nguồn giáo lý đây mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là đến chừng đó bốn phương có vật khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha vậy sớm màu kiếm chữ ma ha, phải không? Thì Phật cứu khổ nơi có lửa, phải không? Hay là ma ha thòn nhỏ đã dọn rồi chèo lái chư bồn chế thả châu bến giác bồ mê mê phải tránh ly biệt không cần thấy ơi, đó cũng là ma ha. Vậy thì bây giờ qua cái danh từ ma ha đó là ở đây qua cái đồng đạo nêu lên đó là qua cái từ ma ha là hỏi chứ tại sao hớp vô ba hớp của bác anh em với đồng đạo xót lòng thế cậy nước ma ha. Rồi bây giờ đặt lên một cái câu hỏi chúng ta coi như là như thế nào mà xót lòng, mà xót lòng đó là gì? Bây giờ cái lòng xót xa, xót lòng tức là cái lòng xót xa, mà xót xa bào bọt là những thứ nó đưa vô trong cái tâm khảm của chúng ta rồi đó ha, là nó bào bọt xót xa, đêm ngủ không được mà ngày ăn cơm không ngon, cái này là xót xa. Vậy thì bây giờ những cái mà đưa vô trong cái tâm khảm của chúng ta đó ha, là những cái coi như là danh nè, lợi nè, tình nè, những cái đó bắt đầu nó đưa vô rồi đó ha, là con người chúng ta bào bọt liền, con bác anh em chứ đồng đạo là nó xót dữ lắm xót. À, vì vậy cho nên có nhiều người coi như là bị vấn đề mà danh rồi đó ha, bị phá sản rồi, thử con xót sao không? Có không? Bị phá sản rồi coi như là khổ sở vô cùng, như là đêm ngày coi như là không bao giờ ăn ngủ được, rồi bị thất tình thử cháu coi bây giờ có coi như là xót xa không? Giống như là Lan và Điệp đó, phải không? Sống bốn cành Lan còn dù chung nơi đáy mộ, hàng ngày bắt đầu đắp mộ hoài vậy mà vô chung chuồng coi như là tưởng đâu là cái tiếng chung chuồng ngân gian vậy mà làm dơ cho đi bất mạch sầu, mà ai về đâu mà đứt đi chung luồng lại chi chú thành tiên, thành thử ra trong khi đó đâu thể nào mà yên được. Cho nên trong khi đó là sao? Tất nhiên là nó xót xa của bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên ai bị danh, bị lợi, bị tình gì đó hen, tất nhiên là bị dướng vào trong thế gian rồi, là con người chúng ta xót xa. Đó là giống như ăn trái chùa mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là trần gian thiếu trái chi chua, tất nhiên là những trái này thì ăn vô bắt đầu là xót xa liền cho bác anh em đó. Còn bây giờ trái ngọt, tất nhiên bây giờ là cái phương pháp chúng ta tu hành đây là trái ngọt nữa, không vô bởi mình. Cho nên bây giờ hàng ngày chúng ta đưa vô cái là toàn những cái đồ xót khóc không còn bất dân được, xót xa không hả, nó đâu cái nào mà chịu nổi, phải không? Vì vậy cho nên thôi bây giờ có biết bao nhiêu người ta bị danh nên coi như là cái danh làm bị, mà nếu như chúng ta không bị dính mà dướng vào trong vấn đề mà danh thì không có thể nào mà chúng ta bị lụy được. Cô bác anh em dân đạo, cái dòng danh lợi công công kẻ mong ra khỏi cái người hồng chung vô, tất nhiên là chung vô dính, cô bác anh em dân đạo đó.
Vậy thì bây giờ ở đây coi như là xót lòng, tất nhiên cái lòng chúng ta bị xót xa, bị thất thởm, bị lo âu, bị sợ, bị coi như là lo ngại và sợ hãi đủ cách chân, đó là xót xa. Mà đã xót xa rồi thì thầy cho chúng ta biết nếu như ai mà có chỗ xót lòng đó thì cậy nước ma ha, cô bác anh em dừng đợi. Thì bây giờ chỉ có như là nước ma ha mới tưới tắt lòng tham phải không? Hoặc giả là Phật tử lửa xanh vừa phát thì nước ma ha liền tạt đến ngay, trong chừng không hỏi phút giây gần thường cho để dấn tư bồ đề, đó là nước hoa ha. Vì vậy cho nên đức thầy mới cho chúng ta biết đó là một cái gì, một câu lục tự nhà bình an nè, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà bình an. Nhưng vì bây giờ ở nơi đây tức là ma ha mà chúng ta đã giờ đã trình bày cùng với quý vị, nhưng mà bây giờ đồng đạo chỉ hỏi cái chỗ này là ba hốt, đúng không sao? Ba hốt của bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ cái hốt thứ nhất mà đồng đạo nêu lên, bây giờ nếu như chúng ta không được an lòng, không được hết xót xa thì hốt cái hốt thứ hai, mà hốt thứ hai không hết nữa thì phải hốt cái hốt thứ ba, thưa chứ quý vị. Vậy thì bây giờ ở đây coi như là chúng tôi trình bày từ thấp lên cao. Thấp tất nhiên bây giờ đức thầy cho chúng ta biết là ba hốt đó, ai mà hốt vào là được lặng tâm. Tất nhiên bây giờ con người chúng ta gồm có gì? Có ba nghiệp chướng, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà cái thân chúng ta đã trong khi đó đã tu rồi mà bây giờ chưa có hết được, bây giờ cần phải tu thêm khẩu nghiệp. Mà khẩu nghiệp được rồi, bây giờ trong khi đó chúng ta cần phải tu theo ý nghiệp, là ba hớp. Vì vậy cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ vấn đề nhẫn nè, mà bây giờ coi như là ông Thánh ông nói nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, đâu phải ông Thánh Đạo Lâm, đúng không? Mà ông nói bây giờ cái thân nhẫn nè, cái khẩu nhẫn nè, cái ý nhẫn nữa, tất nhiên là trong khi đó mới trái chủ quan gia tùng thử tận mới là lặng tâm, nghe ông xã, nghe không? Đó là ba hết. Tất nhiên là thân, khẩu và ý. Bây giờ coi như là trong kinh cho chúng ta biết đó là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Tam nghiệp bất thanh tịnh thì danh Phật nhập diện, cần tu ba nghiệp xong xuôi Tây Phương biết đến Trung Dương Phật Đài. Vì vậy cho nên tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, cô bác anh em trường đạo, đó là ba hợp. Vì vậy cho nên nhẫn trái chủ quan gia tuần thứ tận, nhiêu thiên tai vạn quả nhất tề tiêu, mặt vô hạn thành tiên tuần thứ đất, hư cái thế công danh bất tự do, cái nào cũng ba hết, cái nào cũng thân, cái nào cũng khẩu, cái nào cũng ý, đó là ba hết. Nghe không xả, ba hết tức như là chúng ta cần phải tu làm sao cho nó ba nghiệp thanh tịnh, mà cái hết cuối cùng là cái hết nghiệp, cái hết ý. Tất nhiên là bây giờ chỉ có cái ý, như là trong khi đó là mới coi như là được, coi như là thanh tịnh, tất nhiên là trong khi đó mới là mới lặng tâm được nghe. Còn cái ý mà còn gợn lên tất nhiên là không bao giờ mà lặng tâm được, đó là hết vô ba hết, ắt là lặng tâm. Đó là nói qua vấn đề từ thấp. Bây giờ lên cao một chút, cô bác anh em dừng đợi. Bây giờ lên cao một chút đó là gì? Cái người mà tu thiền, đúng không? Cái người mà tu thiền tất nhiên là bây giờ là có ba hết, nó gồm có là gì? Tâm chỉ của đạo thiền gồm có giới là một, phải không? Hai là định, ba là huệ. Như vậy bây giờ là có giới mới sanh định, định có định mới có phát huệ, phải không? Thưa cô bác anh em dân đạo, định được rồi thì huệ được, huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ như giấc mơ được mở mắt ra. Mà nếu như chúng ta không giữ giới thì làm sao có tâm chúng ta thanh tịnh được? Là không có định. Mà không có định tất nhiên là làm sao chúng ta coi như là phát huệ được, mà làm sao mà lặng tâm? Như vậy bây giờ là cái người muốn lặng tâm tất nhiên là cái người tu thiền phải tu giới, tu định và tu huệ. Giới tất nhiên bây giờ người Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đó là giới là gì? Tức là chúng ta phải giữ tám điều đang cấm, đó là giữ giới. Rồi bây giờ định là gì? Bây giờ không phải thiền, mà định cái người tu chúng ta cần phải gì? Niệm Phật, nghe đồng xã. Mà niệm Phật là mỗi một niệm Phật là lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm Phật ắt lìa được tất cả các niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, đó là định, phải không? Mà đã được định như được như vậy rồi thì bây giờ là huệ đến nơi, tất nhiên là bây giờ là có huệ liền, tất nhiên là người tu chúng ta nói là nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ, đó có phải là coi như là lặng tâm không? Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là ba phương pháp tu giới, tu định và tu huệ. Còn phương pháp trên tất nhiên là tu thân, tu khẩu và tu ý, đó là hết ba hết, không có bác anh em chừng đó, chứ đâu có hết bốn hết đâu, phải không?
Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, đó là hớp vô ban hớp ắt là lặng tâm, theo chứ quý vị. Rồi bây giờ đó là cái phương pháp tu chúng ta nãy giờ đã bàn, có như là hai cách rồi. Bây giờ đến cái phương cách tu tịnh độ, nó là đòi hỏi phải hớp vô ban hớp nha. Bây giờ hớp vô ban hớp, đức thầy có nói không, bây giờ nếu một hớp cũng không bao giờ giảng sanh về Cực Lạc được, mà phải ba hớp. Tất nhiên nó là gì, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ sao nhất tâm nè, tánh nè, nguyện nè, phụng hành nè, được cứu cánh về nơi an dưỡng, đó là ba hợp. Bỏ hợp tất nhiên là không bao giờ thành công. Như vậy là tính nguyện hạnh, tất nhiên là trong khi đó là thâm tính kiên cố, do như kim cương dục báo tây phương yếu vào thâm tính, mà tin được rồi thì huệ. Nếu mà chúng ta không có cái lòng tin đời đó ha, thì bây giờ không bao giờ coi như là thành công đắc quả được, phải không? Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua, tin tưởng siêu Phật cũng người ta thì mình cũng sẽ là như Phật, là Phật nói không hề sai thất, nếu làm ơn như Phật đã làm. Tin tưởng sai lầm vậy cho pháp không ai có thể làm thấu chí, nhất định sẽ giảng toàn đạo lý được thành công như ý đại nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên là nó. Như vậy thì bây giờ ở nơi đây lòng tin chúng ta có rồi, bắt đầu phát nguyện giảng sanh như thế giới Cực Lạc nữa, bây giờ hành thêm cái pháp môn tịnh độ nữa, đó là hợp giờ bà hợp ngôn xã, đó là hấp vô ban hấp ắt là lặng tâm. Tất nhiên bây giờ ai mà tu tính tu nguyện tu hành niệm Phật đi, không lặng tôi thường cho tôi chịu cho, mà nó không chịu niệm Phật, không chịu hành đạo gì chứ đâu. Bà bắt đầu nói chuyện này kia, bắt đầu cái ăn nào bà niệm Phật nhiều là cái tâm đang lặng hả, thấy không? Thiểu thiết nhất cố thời, đa niệm nhất cứu Phật, đã đắc niệm đầu tử, hứa giữ pháp thân quả. Có nghĩa là bớt đi một câu chuyện, thêm nhiều niệm Phật một tiếng, đánh chết được vọng niệm, pháp thân mình được hiện bằng. Đó tất nhiên là người mà niệm Phật nhiều rồi, tất nhiên là chúng tâm chúng ta được an lặng, nó không còn coi như là nó chạy theo vận động bên ngoài nữa. Có bác cái năm dòng đạo vậy thì qua bốn câu này được đồng đạo nêu lên là đồng đạo xã đó, thì bây giờ chúng tôi nêu lên có ba phần. Tất nhiên là người tu thiền là tu giới định huệ ba hớp, là cái người tu tịnh độ hớp ba vô ba hớp là phải tu tính nguyện và hạnh. Nhưng người tu tịnh độ, người tu thiền nhưng mà phải hớp vô ba hớp là điều hết, đó là tu thân tu khẩu thì tu ý. Người tu thiền cũng tu thân tu khẩu tu ý, người tu tịnh độ cũng tu thân tu khẩu thì tu ý, thì bây giờ mới trở về lặng tâm được. Cô bác anh em dần đầu, đó là ba phương pháp mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta trong cuốn toàn bộ Thánh Thi Giáo Lý đây, thưa chú quý vị. Vậy thì chúng tôi chắc có lẽ là biết quý vị mình ngồi nãy giờ cũng mỏi hết rồi và cũng đã hết giờ. Thôi thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cùng tất cả chú quý vị đã ủng hộ cho chương trình giáo lý suốt trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ, và giờ đây cũng như là sách sẽ viên mãn và đến cái phần mà chấm cúng. Vậy thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị một lần nữa và quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và chương trình trao đổi Phật pháp hôm nay quý vị mình lắng lòng theo dõi và cùng với chúng tôi, đó là trên mục đích gọi là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từng bi vô lượng. Vậy thì chương trình trao đổi Phật pháp hôm nay chúng tôi trao đổi đồng đạo năm tiếp và quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý. Nếu như có được chi phước duyên công đức, chúng tôi cũng xin đề nghị cùng tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thân công đức để hậu hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người duyên được thấy, cầu nguyện cho cửu nguyện thất tổ, cầu nguyện cho nhân linh người quá giảng là đánh thân đồng đạo chị mai hôm nay được nước công đức này hạnh lành này mà được nhẹ tách bình duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chị quý vị thân thể tâm an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, tâm tâm mãi trên con đường hành đạo của mình, để sau này đức tôn siêu về tốt hợp tất cả chúng quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày long qua đại hội tân dân thánh đức nãy lên hồi hết tiếng nói chủ say về Cực Lạc. Đáp ơn thầy thỏ nguyện đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.